Mến chào quý khán giả đến với chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo. Chương trình do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Emmy rất vinh dự được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình hôm nay để tiếp tục cập nhật những thông tin về hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cũng như chia sẻ niềm vui của những bệnh nhân nghèo vượt qua bệnh tật thông qua các chương trình từ thiện ý nghĩa do Hội thực hiện. Khởi đầu những tháng đầu năm Tân Sửu, Hội đón nhận thêm những tín hiệu vui khi các mạnh thường quân gần xa tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng các chương trình nhân ái giúp đỡ người bệnh nghèo. Đặc biệt, sắp tới đây, chúng ta còn chào đón Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 và niềm hạnh phúc ấy sẽ tiếp tục được Hội và những tấm lòng vàng kết nối, lan tỏa nhiều hơn nữa. Vậy chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo kỳ này có gì đặc biệt? Kính mời quý khán giả cùng theo dõi những tiết mục ngày sau đây nhé! Mỗi hành trình cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đều đong đầy biết bao câu chuyện cảm động và ý nghĩa, là nét đẹp tình người, tình đời của những nhà hảo tâm đã dang tay đùm bọc, sẻ chia cùng cộng đồng, đem đến niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay, với tấm lòng quý báu của gia đình chị Nguyễn Thị Uyên ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hai bé Thảo Uyên và Bảo Ngọc đã được tài trợ mổ tim miễn phí hoàn toàn. Mới ngày nào còn xót xa khi thấy hai con phải chống chọi với những cơn đau, giờ đây cả hai gia đình đã có thể mừng vui hạnh phúc vì con mình được cứu chữa. Thảo Uyên được chẩn đoán là hẹp nặng ống ghép. Còn bé Mai Bảo Ngọc khó thở vì chứng thông liên nhĩ ở tim. Dù biết phải mổ tim mới có thể cứu được con, nhưng gia đình khó khăn, không cách nào xoay trở nổi. Chính vì vậy, món quà mà gia đình chị Uyên dành tặng cho hai bé đã mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Suốt 4 năm qua, gia đình chị Uyên đã luôn quan tâm đến bệnh nhân nghèo. Từ năm 2018 cho đến nay, chị đã gửi về cho Hội số tiền 700 triệu đồng với mong muốn chung tay cùng với Hội thực hiện các chương trình mổ mắt, mổ tim và điều trị ung thư cho trẻ em. Nghĩa cử cao đẹp của chị không chỉ đem đến niềm vui cho bệnh nhân nghèo mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng. Di Linh là một trong những huyện có địa bàn rộng nhất của tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây, phần đông là đồng bào Cờ Ho, với sinh kế chủ yếu là trồng cà phê. Qua những con đường đèo dốc quanh co, hai bên đường chỉ toàn là đồi núi. Có lẽ cũng đã phần nào nói lên, điều kiện đến trường của các em nhỏ nơi đây vẫn còn nhiều lắm những khó khăn, trắc trở. Chính vì cảm động tinh thần hiếu học của trẻ em ở các vùng nông thôn, mỗi ngày đều phải vượt đường xá xa xôi để đến trường, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo trong nhiều năm qua đã vận động các mạnh thường quân cùng nhau tiếp bước cho các em học sinh đến trường. Dịp này, bà Trần Thị Trung Thúy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Toàn Hưng, đã gửi tặng 50 chiếc xe đạp cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và 50 chiếc cho tu viện Kim Cang Bình Chánh. Nhận được tấm lòng của bà Trung Thúy, cả hai đơn vị đã thống nhất với nhà tài trợ cùng nhau dành tặng món quà này cho 100 em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại hai huyện Di Linh và Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Con rất cảm động và rất biết ơn khi mà nhận được những chiếc xe đạp xinh xắn và dễ thương. Con xin gửi đến ông bà, các bác ở các khu phố trong nhà tài trợ để mà thành đạt hơn trong công việc. Thay mặt cho tấm lòng của mạnh thường quân, tiến sĩ Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi lễ trao tặng xe đạp cho các em. Tại huyện Di Linh, 50 chiếc xe đạp đã được trao tay trong niềm vui và hạnh phúc. Mỗi một chiếc xe đạp đều được gửi gắm biết bao tình cảm của nhà hảo tâm, mong các em cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập. Sau khi trao tặng 50 chiếc xe cho 50 em học sinh tại huyện Di Linh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tiếp tục vượt đoạn đường gần 40 km để đến với huyện Đức Trọng. Trao tặng 50 chiếc xe đạp còn lại cho các em học sinh nghèo hiếu học tại đây. Trong không khí ấm cúng và nghĩa tình ấy, tiến sĩ Trần Thành Long chia sẻ với các em câu chuyện về nét đẹp ân tình của Mạnh Thường Quân. Bà Trung Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Toàn Hưng đã gửi gắm. Tình yêu thương của bà Trung Thúy dành tặng là nguồn động viên tinh thần to lớn. Từ đây, chiếc xe đạp sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các em cười vui đến lớp, đến trường mỗi ngày. Từ khi nghe được cái tin mà con nhận được xe thì con rất là hồi hộp và vui mừng. Và tối hôm qua con cũng không ngủ được. Dạ, con cảm ơn các cô chú đã tài trợ cho con chiếc xe đạp để con được đi học tới trường. Con hứa là con sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cô chú đã dành cho con. Suốt gần 28 năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo, cứu giúp, góp phần xoa dịu nỗi đau cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo trên khắp mọi miền đất nước. Với sự điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Hội và nhất là vai trò của Chủ tịch Hội điều hành hoạt động, được các đơn vị nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân tin tưởng và đồng hành, góp phần đưa các chương trình hoạt động của hội trong suốt năm 2020, đầu năm 2021 đạt hiệu quả cao. Với các chương trình trọng điểm như chương trình phẫu thuật tim trẻ em bệnh tim bẩm sinh, đến nay hội đã thực hiện được hơn 8.900 ca, được Guinness Việt Nam công nhận trong nhiều năm liền là tổ chức mổ tim nhiều nhất Việt Nam. Kế hoạch năm nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo sẽ chào đón ca mổ tim thứ 9.000. Để có thể mang đến nhịp sống cho những trẻ em bệnh tim bẩm sinh là sự đồng hành của các nhà tài trợ ẩn danh, tập đoàn Novaland, BnG, tập đoàn Winrub, công ty Vinamilk, công ty Rones. Chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo tính riêng trong năm 2020, thực hiện được 20.915 ca mắc, nâng tổng số từ đầu chương trình đến nay hơn 645.000 ca. Đồng hành cùng chương trình là các nhà tài trợ truyền thống như nệm Vạn Thành, HDBank, tập đoàn Kido, Chi hội Phật giáo, Chi hội Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh, Chi hội Nhân Hòa, công ty hóa chất Toàn Hưng, diễn viên điện ảnh Việt Trinh, thạc sĩ luật sư Nguyễn Bửu Hội, VOH, Đai Ichi Life, nhóm thiện nguyện Anh Lâm Văn Hải và các bạn. Ngoài ra, còn có các nhà tài trợ mới là chị Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, Tập đoàn Tùng Châu, Công ty Alaska, Tập đoàn Hưng Thuận. Ngoài ra, trong năm 2020, Hội đã trao tặng 67 xe lăn và 136 xe lắc cho người khuyết tật, trao tặng 833 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Song song đó, Hội cũng đã triển khai các hoạt động như trao xe đạp cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, nước sạch học đường, xây cầu nông thôn, nhà tình thương, vân vân. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành cùng hội trong suốt thời gian qua. Và trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động thêm những nhà tài trợ mới, bởi vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh đang cần được giúp đỡ. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo vẫn sẽ luôn là điểm tựa cho bệnh nhân nghèo trên khắp mọi miền đất nước. Hơn 18 năm qua, bằng tấm lòng nhân ái, cảm thông trước những hoàn cảnh khó khăn còn phải chống chọi với ốm đau, bệnh tật, anh Huỳnh Văn Đức không chỉ dành dụm tích góp từ số tiền cá nhân mà còn vận động thêm từ gia đình và bạn bè với số tiền lên đến 5 tỷ đồng, giúp đem lại ánh sáng cho hơn 4.000 bệnh nhân, cứu sống hơn 70 cháu bé bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, anh Đức còn cùng hội thực hiện các chương trình khác như xây cầu giao thông nông thôn và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Vào ngày rằm tháng Giêng vừa qua, anh Đức đã hỗ trợ 100 ca mổ mắt cho 100 cô chú tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mở đầu cho chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo của hội trong năm 2021. Đến thăm hỏi bà con khi vừa trải qua ca mổ, anh Đức như có được niềm vui. Thì con chỉ là một phần của cái chuyện làm nên cái cuộc hôm nay thôi. Có nghĩa gồm có nhiều người, anh chị em trong gia đình, rồi bạn bè, cũng như là bên hội bảo trợ, rồi bên bác sĩ nữa. Phối hợp với nhau thì mới ra được, chứ một mình con thì cũng không có thể nào làm được cái gì hết. Dạ. Thì con mong rằng là cái cuộc hôm nay sẽ giúp cho bà con được có kết quả tốt đẹp và sáng mắt, để trở lại cái cuộc sống nó thuận tiện hơn, tự chủ hơn, không có phải nhờ đỡ người khác, để cảm thấy có niềm vui trong cuộc sống. Được hân hạnh gặp chú Đức thì với mấy quý vị trong đây nè, là tôi thấy cái chương trình này còn hơn đi xây chùa nữa. Chú Đức tuổi trẻ nhưng rất là nhiều phước đức. Cái này là đem lại cái ánh sáng cho bao nhiêu người, mà trong đó già, những người già chúng tôi hả, có nhiều người đâu có tới 5-3 triệu để đi mổ đâu. Được vậy á là rất là mừng, và cũng thành thật cảm ơn cái chương trình, cái bệnh viện, chú Đức với toàn thể anh chị em nhân đây. Không những vậy, dịp này anh Đức và gia đình còn tài trợ 13 ca mổ tim cho trẻ em bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ con em vô phòng mổ để mổ tim, mong anh Đức và các bạn giúp đỡ cho con. Tấm lòng từ tâm của anh Đức và gia đình đã giúp hai bé Quỳnh Anh và Bình An được mổ tim miễn phí hoàn toàn. Thay mặt anh Đức, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đã đến thăm và động viên hai gia đình. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, cho đi là còn mãi. Rồi đây, với trái tim khỏe mạnh, các em sẽ là những mầm non tương lai dựng xây đất nước. Một chiếc xe lăn xe lắc để có thể chủ động trong việc đi lại là ước mơ của không ít các cô chú anh chị người khuyết tật. Thấu hiểu nhu cầu thiết thực, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo trong nhiều năm qua đã luôn tích cực vận động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm mở rộng vòng tay, trao gửi yêu thương để giúp người khuyết tật đi lại thuận tiện hơn. Là nhà tài trợ đồng hành lâu năm cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, tuy rằng trong tình hình dịch bệnh Covid gặp không ít khó khăn về kinh tế, thế nhưng thật đáng quý và trân trọng biết bao khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến Thiết thành phố Hồ Chí Minh cùng hai tài trợ khác là công ty cổ phần cơ khí xăng dầu Hồ Chứa Thập Đỏ quận 5 vẫn luôn san sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, hướng về những mảnh đời không may trong cuộc sống. Trao tặng 25 chiếc xe lăn xe lắc cho 25 cô chú anh chị khuyết tật tại huyện Củ Chi là biết bao tình cảm của các mạnh thường quân gửi gắm đến bà con, là món quà vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp bà con xoay sở được trong việc đi lại phục vụ bản thân, mà còn có thể ra ngoài, hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm, tự mưu sinh, kiếm sống, từ đó giúp bà con vươn lên, thoát nghèo. Thưa quý vị, dù Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 đã qua cách đây vài ngày, nhưng tháng 3 vẫn luôn là dịp để chúng ta dành sự yêu thương và quan tâm thật nhiều đến những người phụ nữ bên cạnh, đúng không ạ? Nhịp cầu nhân ái hôm nay mời quý khán giả cùng lắng nghe chia sẻ từ một nữ mạnh thường quân đã gắn bó, ủng hộ các chương trình nhân ái giúp đỡ bệnh nhân nghèo do hội thực hiện, song song với việc điều hành công việc kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân, thì bà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi nghĩ rằng tôi là người công dân Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ, để làm dù việc nhỏ thì cũng làm cho cái đất nước và quê hương của mình nó tươi đẹp hơn. Mình đi trong rừng hoa thì cái hương hoa sẽ được tất cả bạn bè cũng như bà con đồng hành, khẳng định rằng đây là trách nhiệm của một doanh nhân, của một công dân, và tôi cũng hứa là sẽ đồng hành cùng với hội trong năm nay và nhiều năm nữa. Quý khán giả thân mến, tình yêu thương là trái cây bốn mùa luôn nở rộ và vừa tầm hái. Chính vì vậy, trong hành trình nhân ái, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ đón nhận tấm lòng rộng mở từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước, tin tưởng và ủng hộ. Đến đây thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Emmy xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.